Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 6 tháng 7 nói một bản tin của đài NBC News về cuộc đàm phán bí mật giữa các cựu quan chức Mỹ và Moscow là không chính xác. Trong một bài đăng trên Telegram, bà Zakharova gọi đó là tin giả và thông tin sai lệch do truyền thông phương Tây lan truyền. Theo NBC News, trong nhiều tháng qua, một nhóm các cựu quan chức an ninh quốc gia Mỹ đã tiến hành những cuộc thảo luận phụ với những người Nga được cho là thân cận với Điện Kremlin. Nhà Trắng có biết đến các cuộc đàm phán này nhưng không tham gia chỉ đạo. Ngoài ra, ít nhất một cựu quan chức Mỹ đã tới Nga để thảo luận về cuộc xung đột Ukraine, theo hai nguồn tin của NBC. Theo NBC, bốn người trong phái đoàn Mỹ tham gia nỗ lực ngoại giao bí mật là cựu quan chức Lầu Năm Góc Mary Bethlon và ba quan chức của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại CFA, gồm Richard Haass, Jack Kapchan và Thomas Graham. Ba quan chức này được cho là đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở New York trong vài giờ hồi tháng 4. Ngoài cuộc gặp với ông Lavrov, cựu quan chức Mỹ còn trao đổi với các học giả, lãnh đạo từ các nhóm chuyên gia cố vấn hoặc viện nghiên cứu lớn và những người khác trong lĩnh vực chính sách đối ngoại của Nga. Những người này được cho là những nguồn ý kiến mà Tổng thống Vladimir Putin lắng nghe hoặc thường xuyên nắm rõ các quyết định của Điện Kremlin. Ông Lavrov đã ở New York vào ngày 24 đến ngày 25 tháng 4 để chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Lịch trình được công khai của ông đã không đề cập đến cuộc gặp với ba quan chức của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ. Theo đài NBC News, chương trình nghị sự của cuộc họp giữa ông Lavrov và ba quan chức Mỹ bao gồm một số vấn đề gai góc nhất trong cuộc chiến ở Ukraine như số phận các vùng do Nga kiểm soát và việc tìm kiếm một lối thoát ngoại giao có thể chấp nhận được cho cả hai bên. Washington đã chính thức tuyên bố sẽ không thảo luận về Ukraine nếu không có sự tham gia trực tiếp của người Ukraine. Trong khi đó, Kiev khẳng định đề xuất hòa bình duy nhất mà họ sẵn sàng thảo luận là một danh sách yêu cầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Moscow đã bác bỏ những yêu cầu này. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.